Ok, thank you for supporting us. Cảm ơn các bạn ở trong giai đoạn vừa qua đã ủng hộ dành cho bên phía của BTC Sport. Chúng tôi thất bại ở trong mùa giải này, nhưng chúng tôi với cái bản lĩnh và cái sức mạnh đến từ loài gà, chúng tôi sẽ sớm quay trở lại thôi. Thất bại này nó giống như là một cái ngày kết thúc. Ngày mai sáng dậy, bình minh sẽ mở ra một chân trời mới. Chúng tôi sẽ trở lại, hẹn gặp lại các bạn vào thời điểm bình minh của SE. Thì sứ giả là mình mạnh hơn nha, tại có ai cấp sứ giả không mạnh bằng mình nha. Ừ. Nhưng mà sao ai cấp mạnh không bằng con nha. Từ từ, xin lỗi anh em nha, để tôi nhắn tin cái. Rồi ok, coi cái clip ngày hôm nay. Ơi tính ra bên phía của xe họ ra clip cũng đều quá ha. Bây giờ hết mùa giải thì họ cũng ra clip. Cái chạy phải là nói rồi, sứ giả mình đầu xin giao hàng mạnh. Đúng rồi, anh em nhớ thấy chậm đàng hoàng nha. Mà em nghĩ là sứ giả nghĩ là ba ba nên sáng để bắt ba ba ngon hơn nha. Ba ba nếu được thì cứ ba ba. Để mình đánh chậm là YouTuber nha anh em. Ok. Nhớ nhớ cái tầm mà 7 phút 7 phút rưỡi giữ tài nguyên đến sứ giả. Ủa cái trận này là cái trận với lại team Sức Địch đúng không? Trận với lại team Sức Địch đúng không? Cái này được mình kháng nha, có cơ hội là mất chung pha mà chút nữa nó gãy anh em ơi. Yeah. Anh bị xe lát nha anh em. Game này mình chết trên ba mạng là cao bận người đi ăn. Rồi. Cầm nào đây em. Vô ạ. Rồi, tự tin nha. Ok em ơi. Bây giờ có bò đây nha. Con gái chắc vừa tìm bay, con chắc vừa tìm bay. Rồi. Con bò đây nè mày. Đúng đi. Nhìn thôi xin giao hả em. Con xin giải khí nứt đã được. Thôi con xin giao nha. Em đi Chưa chụp vô đầu á chứ cũng được. Nó đồng hồ cái là nên mình cái CC nó được hả? À. Nhưng mà anh này nó bắn vẫn thâu đó nha, này nó bắn phải cái gì vậy? Cái gì nó được á? Xì dầu hết, xì dầu hết, xì dầu hết. Lươi liệt nha, tìm nó qua này mày. Để xì ra. Có đè tới. Rồi. Ai được ở đây nè. Ở đây tải rồi. Cái luôn này hả? Cái luôn này gì? Cái này nè. Chắc danh chừng này đây, sắp được danh chừng là quá nhiều stress đang bị giữ lại. Lucian kiếm ai bạn? Lucian lắp hai bạn. Lucian lắp. Vâng, bắn cái trái đùa. Khó ra sao đây bạn? À chờ nên ba anh em ra chơi luôn đi. Giờ để tình trạng cũng hô hết em ơi. Ok, em có rồi. Lucian là gì không? Lucian là gì không lắp nha. 15 giây select có G đâu. Sao rồi anh em? Thằng phải lắm. Về về đây bạn. Không sao anh em. Tại đây tại đây mà. Sao không cái nào mà. Không ăn đầu đi không? AD mùa sau của BTC à, chắc là viên boy lấy chậu đá, lấy chậu đá. Hay là đầu tư mua một player nào đó tốt hơn. Mùa sau thì nếu như để coi cái con hàng nào nó có khả năng xuất hiện ở trên cái thị trường chuyển nhượng nha. Con hàng nào, con hàng Slider hả? Con hàng Đơ đúng không? Con hàng Đơ đúng không? Rồi con hàng nào đúng không ta? Con hàng vịt. Với lại vịt với lại Areti. Con hàng vịt, vịt bây giờ đang dự bị đúng không? À. Ngoài ra thì những cái con hàng mà trẻ trẻ không biết là có ai nổi bật hay không nữa. Vẫn là câu chuyện cũ. Đồng hồ quá xin lỗi ơi. Ai anh em ơi đây nè anh em ơi đây nè anh em. Đốc biết rồi anh em. Đây mèo luôn nhá. Ai có xe bay nhảy qua đó, có xe bay. Có xe bay em ơi.
Baron, ngập 8 nha, ngập 8 nha, ngập 8 nha thầy. Rồi. Mày nói đi, anh nhìn với anh nha Bon. Đúng rồi. No hop à? Lần sau kêu ăn sao hay là gì? Tiện đứng trên nói chi em? À, không tha nè bay, không tha nè bay. Nào. Đó luôn mày phải không? Lên chung ngoài nha. Lên chưa tới đâu. Lên bay. Bắn xe em anh em ơi. Một yêu cái sao cái bên tai đó là em đi không nổi rồi, làm không nổi rồi, tệ quá rồi. À nó thằng lại, Chết luôn á. Anh nó còn cái đồng hồ luôn. Khỏe rồi, còn đồng hồ anh em ơi. Chưa lớn thôi. Nó khỏe quá rồi. Ây da, cái gì đang xảy ra vậy? Hả luôn tùa. Mình còn cái ba anh em ơi. Còn cái ba. À, chủ nhật chính em ơi. Anh đẹp phải đi. Ấy, sao? Bữa trưa là tiếp rồi. Thằng nói chuyện được. Thằng gì cũng được luôn. Má để thầy xẹt cái bình oxy ác thật chứ. Còn thắng thì anh em mình biết em chia tay thôi. Artemis hả? Artemis mùa sau cũng hết hợp đồng hả hay sao? Hay là con hàng mà Cerberus nhả? Hay gì cái pha nãy giờ đó thì để nó xuống bớt a chắc mặt lên tính mấy cái mà nó đã quá sức tại vì bây giờ em không tới đâu nói thiệt nè nói thiệt luôn nói thiệt lòng á là em quýnh không tới đâu cố gắng là quýnh bình thường thôi quýnh a chắc mặt mà thì... Nghe, ngon vậy anh ta biết hết hợp đồng ngon vậy dạ nói giờ thằng test này á khi thôi trận 2-0 với mình á là bây giờ nó quýnh nó y chang đó nó cũng sẽ như chung hơn chắc mặt bờ luôn đó. Nói hài trận nó chắc mà mệt còn hơn mà nó muốn đỡ sợ xử lý nó thua thì thôi nó cứ quýnh 4 thằng 5 thằng còn nhau đó thua là chung quá để anh lưu ra con kia đẩy trước rồi mà chưa nói chung mà nó đứng 3 thằng nó đép được à không lấy được đâu đứng 3 thằng coi con đép bật đép khỏe lắm những đấu lời đâu chứ pha nãy mà để lên để giết nó xong nếu mà đi giết perfect đi lại dưới cũng còn một tấc còn một nát thì cũng chạy mà tại vì làm dở quá thì chịu thôi chứ sao à giờ chuẩn bị lấy tay ra tới nằm ở đây nè anh tới nằm mình quỳ nhá đi lên em ơi đi lên mày ơi tay cầm cái vậy thầy ơi thầy ơi thầy cầm quá ơi thầy ơi để biết sao rồi nha giữ nó đi nha tất tay cho game này nè được tất tay vừa vừa thôi sau này hắn khai chơi lại liền rồi đúng rồi mình ngon đi nè báo chịu. Nói thì đừng có để chết á ok giỏi em phải giỏi đã báo đừng rồi đừng có chạy chết phải thắng lại tí nữa vô dán ba dán quyết định dán ba thắng luôn đi không lát nha rồi ok em sao thế à tao đâu Đấy, đi đồng hồ Melon. Phải được mọt luôn. Dếp mọt rồi, hai. Mới trước.
Xong đánh tâm kênh ta. Fan này bích tâm kênh luôn. Tâm kênh mà đúng không? Fan này bích tâm kênh mà đúng không? Khó. Được thì lưu kênh em. Biết đi. Em hiểu biết đi. Rồi. Còn gì? Anh đi không? Ra rồi á, chứ không ra dưới em còn AK tùm lum á. Ờ. Bây giờ à, thôi đánh cũng đâu. Mày lại gì? Ra can luôn. Là ra can. Nhưng mà cái khả năng cái combo này nè, một là Leona, hai là Atila, Alista. Tao thì nghĩ là nếu mà tao là CV phải ban nhà Alista. Alista. Rồi, tao Alista. Có nào để chơi lại với Bích Yumi trước luôn trời. Tao nghĩ là nè, ban Alista á. Xong rồi nếu được á, ban hai chóc luôn, nếu được bot mình còn ban hai chóc luôn. Tại team mình không có đam hai chóc. Ok. Đấy. Ok, vậy ban hai chóc đi ha. Ừ. Con gì đó thì nó trong giết được. Rung đỡ đạn của tôi. Rung đi. Ví dụ lấy rung thì sao? Lấy lại gì? Lấy gom lấy dùm mình chứ bự. Không, nếu mà nó lấy gom thì mình lấy Leona luôn. Nhưng mà mọi người lấy lại gì? Không, nếu mà nó lấy gom thì mình lấy Leona luôn. Nhưng mà mọi người đừng có tính đến cái lúc mà mình bị ăn cái rợn nha ban xong rồi select được cái rợn mới khô tôn nha. Tại vì nó không được chơi đâu, nó không được chơi với MV kia đâu. Ra mù. Ờ. Chưa làm gì? Nó làm combo. Cái này là tùy Valet nè. Game này anh thấy đánh thì để xanh ngon á. Ờ, mày cầm lấy. Cậu là mấy lên game mà chưa từng. Ok. Hỏi ta biết đường xanh là win. Chưa từng win ra á. Thì để cho Khải với Địa uống với nhau, uống chung nhau nha. Ok. Vì khi ba lét á, đánh cái pha cái boss á, mà đang quay nào mày thấy mày mà mày an toàn, mày cho nó di chuyển luôn. Ờ, anh nói trước cho em đi để nói trước tôi quay này nè, anh không sao rồi, lét đi đi. Anh chuẩn bị làm gì nói trước cho em đi để em tin em sẽ xanh á, sẽ mang cái sức mạnh nó xuống cho anh. Trời ơi, đây là những cái thông tin mà tôi nghĩ là sao gián cuối rồi mới bắt đầu trao đổi với nhau nhiệt tình như vậy. Trời ơi, những cái trao đổi này là những cái trao đổi mà những cái midget khác mà có là ngon luôn rồi chứ. Trao đổi là mình có thể làm được cái gì, team mình có thể làm được cái gì. Trời ơi. những cái midget khác mà trao đổi nhau như thế này là ngon, là tiến bộ rồi đó chứ. Mấy bữa có mà giấu hả? Được. Trời cho mình xin. Bỏ lên em ơi. Cho đèn farm đi đó, từ cho đèn farm đi. Ra anh nghĩ em lát rồi anh em. Lục cái bờ. Hai anh em ơi. Ở đây lát, ở đây lát. Hai. Anh em ơi. Anh em gánh đi anh em ơi. Có người sau lưng đó nha, có người sau lưng đó nha. Trần Long nói đúng. Thấy ông Linh cao thủ này nói nhiều cái quá đáng thật, bắt buộc game thủ phải theo ý ổng. Đúng, chính xác. Tại vì cái đó là cái ý kiến cá nhân của tôi. Và tôi nhìn nhận cái vấn đề theo cái ý kiến cá nhân của tôi. Nó có thể đúng, nó có thể sai. Nhưng nó là cái góc nhìn về game của tôi trong cái tình huống đó. Anh em hình dung ra được không? Và tôi không ngại chia sẻ cái điều đó. Thật ra tôi không ngại, đối với cá nhân tôi không ngại chia sẻ cái đó. Tại vì tôi sẽ dựa vào cái khối lượng kiến thức của mình để mà mình phân tích, mình mổ xẻ cái tình huống và nên theo cái tình huống như thế nào nó sẽ tốt hơn. Và bên cạnh đó thì tôi cũng đã giải thích cái ý nghĩa của cái quyết định đến từ những tuyển thủ hoặc là những cái team. Ví dụ như cái đợt vừa rồi, đợt chung kết tổng vừa rồi, nếu tôi là Ren hoặc là tôi hỗ trợ Ren hoặc là tôi là bên phía của ban huấn luyện, bên phía Buffalo, tôi sẽ ưu tiên đường trên dành cho Hashmet
ở trong cái sự lựa chọn phết bích, chứ không có ưu tiên là con Kalista. Anh em hình dung ra được không ạ? Cái này tôi nói rất là nhiều rồi. Đó là cái góc nhìn của tôi. Và tôi không ngại chia sẻ cái góc nhìn của tôi ở trong cái trường hợp đó. Mọi người hiểu không? Nó là như vậy á. Chứ tôi không có nói là ok, bây giờ là theo như cái hướng này là thắng chắc chắn 100%. Không. Thắng chắc chắn 100% thì nó sẽ khác. Thắng chắc chắn 100% là tiên tri luôn rồi, Vanga luôn rồi. Là lúc đó là tôi đi chơi Việt Lot rồi, tôi chơi số đề rồi. Nó sẽ khác anh em. Mình không phải là mình là người nắm giữ được cái tương lai. Nhưng mà lý do tại vì sao mà trong cái trường hợp mà Buffalo với lại Gam thì tôi sẽ ưu tiên dành cho Hasmet. Bởi vì nó sẽ có đến từ những cái dữ liệu từ trước. Nếu như nào anh em nào mà tinh ý á, thì anh em sẽ thấy là bởi vì Buffalo thắng Gam là một phần chính là do họ phế được kia ra. Và đa phần là trong tất cả những kèo BO3 hoặc là BO5 mà bên phía của Buffalo thắng được so với bên phía của Gam là bởi vì họ có đường trên, có lợi thế hơn và có được một cái đội hình scaled tốt hơn so với bên phía của Gam. Nó sẽ dựa vào những cái yếu tố đó anh em để đưa ra một cái quyết định, để đưa ra một cái lời giải thích. Còn sau này ví dụ như là tôi có cơ hội tôi làm team thì chắc là tôi phải cố gắng để tôi định hình cái hướng của player theo cái hướng mà tôi nghĩ. Hoặc là nói chung là tùy vô nhiều cái vấn đề khác nhau lắm anh em. Bởi vì vậy nên tôi luôn nói với anh em á, là khi mà mình nghe một cái ý kiến, mình đừng có bao giờ dập khuôn ở trong đầu. Nó chỉ là một cái góc nhìn, nó chỉ là một cái kiến thức mà phía bên kia mình mang lại. Mình tiếp thu, mình xử lý cái thông tin đó, mình thấy cái nào hay mình học, mình thấy cái nào chưa hay mình tắt qua một bên. Đó là như vậy anh em. Tôi rất là sợ những cái điều mà tôi nói nó rơi vào một cái mà anh em nghĩ là nó dập khuôn. Không nên dập khuôn, cái game này không nên dập khuôn bất kể một cái lý thuyết nào luôn. Ví dụ một cái lý thuyết nền tôi đưa ra là một cái lý thuyết nền, anh em có thể viện vào những cái yếu tố đó để anh em có thể làm. Ví dụ trong trường hợp có một cái đoạn clip mà tôi nói với anh em á, là những cái yếu tố mà mình nên cướp rừng, là một cái điều kiện mà mình nên cướp rừng là lane của mình phải đẩy, lane của mình phải có lợi thế đi đường. Anh em hình dung ra được không? Thì nó sẽ tạo ra cái cơ hội, một trong những cái cơ hội để cho hàng rừng nó có thể đánh mạnh vào rừng. Anh em hình dung ra được cái lối chơi đó rồi đúng không? Là lane của mình đang đẩy, mình di chuyển vào. Anh em sẽ hình dung ra là khi mà hàng rừng của mình vô cướp sẽ có sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội sớm hơn. Nhưng nếu như anh em nghĩ rập khuôn như vậy thì nó sẽ trở thành một cái tình huống là mình chỉ cướp rừng khi mà lane của mình đẩy. Đó là một cái điều không nên. Đó thật sự là một cái điều không nên. Sẽ có những cái ví dụ lane đang bị đẩy nhưng mà bạn vẫn có khả năng cướp rừng được. Nó tùy thuộc vào cái biến số của ván đấu, nó tùy thuộc vào cái chức tướng của hai người chơi đi rừng. Để tôi mở cái ví dụ cho anh em coi. Anh em cho tôi xin 30 giây. Đang mời bên kia Linh ơi. Linh ơi. Ăn ngon vẫn nhẹ nhàng. Nghe không? Phở. Từ. À vẫn đang xem, vẫn đang talk show thì. Ok. Không, chắc hôm nay anh đọc sớm á. Hôm nay anh chắc anh nghỉ sớm, anh nói xíu anh nghỉ. Ok. Anh em chơi nha. Anh em từ từ nha. Anh em chờ tôi chút. Đặt ngay Galaxy Buds 2 Pro. Tuy quanh mà bạn hai đứa Canon sau khi cướp màu xanh nó đã thích. Hướng đi vòng. Và anh ta cướp đây ví dụ. Ví dụ nãy tôi nói với anh em là gì? Mình chỉ cướp rừng khi mà lane của mình đẩy đúng không? Vậy trong trường hợp này sẽ như thế nào? Đường dưới đang bị đẩy, đường giữa đang bị đẩy. Owner vẫn di chuyển vào cướp rừng. Ở đây là một thứ nhất, mình sẽ đẩy nó về cái tình huống là biến số. Thứ hai, cái biến số này nó được thực hiện dựa trên cái sự khác biệt về cái mẫu chức tướng của hai con tướng đi rừng. Con Morgana không phải là một cái con tướng quá khỏe ở trong những cái tình huống đỏ tay đôi solo kill. Và đây là một cái khoảng hở, một cái khoảng hở của về mặt chức tướng của thằng Owner và nó khai thác triệt để ở trong cái khoảng hở này. Di chuyển vào rừng và nếu như mà nó có cơ hội để mà nó đánh đường Canyon thì nó sẽ đánh.
thì cái cơ hội này sẽ là như thế nào, và cái kiến thức nền là nếu như mà rừng của mình bị đẩy thì mình đi cướp rừng thì mình sẽ phải xử lý như thế nào. Anh em hình dung ra được không? Nếu như mà mình dập khuôn thì mình sẽ không có tình huống này. Rừng của land của mình, đường giữa với lại đường dưới mình bị đẩy thì mình không nên qua rừng của phía đối phương. Đó là lý thuyết nền và nó sẽ dập khuôn nếu như anh em hiểu theo một cái cách mà nghĩa đen và anh em không có cái sự biến động. Còn trong tình huống này là cái biến số về mặt chức tướng đi rừng của mình, nó tạo ra cái quyết định này đến từ thằng owner. Cái quyết định này nó sẽ giúp cho anh em có thêm cái đột biến hơn ở trong cái vòng rừng của mình. Và phần nào đó anh em hoàn toàn có thể giải tỏa các lực gián tiếp ở khu vực đường bằng những tình huống đột biến. Anh em hình dung ra được không ạ? Nên anh ta không ăn bùa đỏ vội mà anh ta ăn bãi người đá trước. Đó, nó sẽ tạo ra một cái tình huống đột biến như thế này. Và khi mà mình đi cướp rừng như thế này thì cái lượng kiến thức nền của mình sẽ bổ sung cho mình, đó là cái gì? Đó chính là cái việc mà mình phải xác định ở trong đầu của mình là hai đường của mình đang bị đẩy. Và mình là thằng người chơi đi rừng, mình sẽ không có nhiều thời gian ở trong rừng của đối phương. Ví dụ như là mình tốn quá nhiều thời gian, mình di chuyển vô đây, xong rồi thằng rừng của nó di chuyển vô đây, ăn xong bảy người đá cấp độ 4, có cái lượng máu tốt, bị đẩy vô, mình va chạm với nó, mình sẽ bị kẹp. Mình sẽ bị hai đường của nó kẹp, đó là cái điều mà nó sẽ được hình thành ở trong đầu của mình. Anh em hình dung ra được không ạ? Mình xử lý thì mình phải chừa cái đường lùi hoặc là một cái phương án nào đó để mình có thể rút lui. Bởi vì chắc chắn mình sẽ bị kẹp nếu như mà mình ở lại trong rừng của phía đối phương quá lâu. Rồi, ok ha. Đó là cái điều mà kiểu như là tôi rất là sợ khi mà tôi lúc nào tôi cũng phải nói với anh em á. Là khi mà anh em nghe một cái kiến thức nào, anh em đừng bao giờ bị dập khuôn. Ok, coi lại ha anh em ha, coi tiếp ha. Khó khăn Ember là dạ. Tầng em ơi. Anh em nhìn Khải được, anh em nhìn Khải chú qua được Khải. Hay qua có bờ Khải á. Rồi, lùi chung được. Lùi luôn em ơi. Hay để cái sắp rồi. Cái sắp nhà nó TP anh em ơi. Lùi đi Khải ơi, chú có bờ chưa? À phải cầm đao anh em ơi, những cái đầu nằm đi nhau. Ừ rồi. Em giữ, anh giữ sắp. Bây giờ anh sờ, Đi anh á. Ê, kênh em giờ. Ba. Toàn em vừa kích thần cá sấu để lấy nộ săn, đó là pha băng. Nà khổng lồ hơi khó giết ha. Lùi nhịp anh nhá. Nà pha đó nà khổng lồ hơi khó giết. Lượng nộ tốt quá. Lấy bảo rồi. Chưa có mục tiêu anh em ơi. Ba này mày đép đi. Anh bắt giờ lấy mắt cái. Ủa mày có thể cho ba luôn. Thôi bỏ đi đè. Ok. Anh yếu lắm. À đè nó mạnh lắm em. Ê à, VAC đi nha. Anh xa mày. Ê, bộ toàn đâu muốn đánh đâu bộ. Trời ơi. Những cái đầu lạnh đi năm. Từ thôi, nó đang bỏ đòn đấy nha. Nó bỏ đánh đi. Rồi, sau cái năm nó muốn chơi á, từ thôi. Rồi, cho thầy cướp. Chuẩn bị vô rồi á. Cái nhìn này anh nha. Ha, cướp được nha, cho một cái à. Muốn nhìn cái nào. Điện cướp kịp, điện cướp rồi, điện cướp rồi. Ok. Ba, bò đây nè. Con thợ xe lát qua. Nhạc bắt đầu xuống rồi, mấy fan này BK hết nổi rồi. Nhạc bắt đầu xuống rồi. Đãi đập rồi. Có thể đèn luôn á. Ừ. Nghĩa TV sẽ có nè luôn á. Ây da. Không giữ được cái đầu lạnh rồi. Mấy tình huống này đánh gì nữa anh em? AD nó xử lý kỹ năng của nó thôi chứ. Nó fail lúc đầu rồi. Đeo lúc đầu thì bị gì?